Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Anh em thân mến, ngày hôm nay tôi sẽ làm một cái video clip ở trong meta mới. Đấy, mùa mới, meta mới luôn. Đến thứ bảy chủ nhật, đấy, có thời gian rảnh thì tôi mới làm video clip ở meta mới được anh em ạ. Đấy, và thường là cái ngày thứ bảy và chủ nhật là cái ngày mà tôi rảnh. Thì tôi ngồi tôi sản xuất một loạt cái video clip. Evil Clay lên được 2 sao này. Thế là giống kiểu cho Egosith à? Ra cả đắt led này. Phải không? Egosith phải không? Trận này nói chung là cũng chưa biết đánh gì, nhưng mà nếu mà ra Egosith thì tận dụng nó, chơi thôi. Round này chắc là phải up cấp lên đã. Rồi up cấp lên đã này. Rồi tôi sẽ pick bọn Egosith vào anh em nhá. Khả năng là sẽ chơi Egosith nếu mà nó cho. Đấy thì cũng xin chia sẻ với các anh em là thường là vào cái ngày cuối tuần tôi có thời gian rảnh, tôi sẽ sản xuất clip hàng loạt. Đấy, và những cái clip tôi sản xuất trong những cái ngày này tôi sẽ up dần lên trong những ngày trong tuần. Và thậm chí là nếu mà tôi có sản xuất ở trong cái ngày chủ nhật và thứ bảy ấy, nó lăng suất đấy, thì có thể là nó sẽ kéo dài tới 2 tuần. Bởi vì là có rất nhiều những cái video clip mà tôi chưa up lên. Mà tôi không up lên thì nó rất là lãng phí, đúng không anh em? Đấy, và tôi thì cũng không có quá nhiều thời gian để tôi ngồi tôi chơi hàng ngày. Và cái điều này tôi đã chia sẻ rất nhiều ở trong những cái video clip trước. Đấy, tôi chia sẻ đi, chia sẻ lại với các anh em. Và có các anh em gặp tôi trong game ấy, các anh em hỏi là video clip này có lên không anh? Thì có, nhưng mà cũng chưa chắc nó đã là ngày mai. Đấy, và có thể nó sẽ là tuần sau hoặc là tuần sau nữa. Có rất nhiều người mong muốn là tôi sẽ ra cái clip mà có họ ở trong cái video clip đó. Thế nên là chắc chắn là tôi sẽ up lên, dù sớm hay là muộn. Đó là một cái niềm vui của các anh em fan của tôi khi mà gặp tôi ở trong game. Đấy, và một cái con game mà tôi cũng phải cố gắng ấy chứ, để tôi có thể được top 1. Đấy, và tôi được top 1 ở trong cái game mà tôi gặp fan của tôi. Và cái việc mà lên TV ấy, nó là một cái niềm vui của fan của tôi. Thế nên là chắc chắn là sớm hay muộn thì tôi cũng sẽ đưa clip đấy lên. Còn clip thì một ngày tôi chỉ ra một cái thôi, tôi không thể ra dồn dập được. Do cái thuật toán ở YouTube nó không cho phép. Nó chỉ cho 1 đến 2 video clip một ngày. Nhưng mà thường thì nếu mà ra 2 video clip một ngày ấy, thì cái thu nhập trung bình của tôi trong mỗi cái video clip nó sẽ bị giảm đi 1/3. Đấy, chính vì thế nên là tôi không ra 2 cái video clip một ngày là vì thế. Nếu mà như thế thì chắc chắn là sẽ phải có người là được ra video clip trước, và sẽ có người là sẽ được ra cái video clip sau. Đấy, mặc dù là 3-4 ông cùng gặp tôi một ngày. Đấy, và có thể là những con game khác nhau và cùng gặp một ngày thôi. Nhưng mà sẽ phải có người ra video clip trước và có người ra video clip sau. Thế nên là cái việc mà anh em xem cái video clip cũ ấy, nó cũng là cái điều nó quá là bình thường luôn. Đấy, và tôi cũng chia sẻ cái điều đấy rất nhiều trên kênh rồi. Đấy, thế mà ngày hôm qua khi mà tôi lên một cái video clip cũ, nói là video clip cũ thì nó không hẳn nó là cũ, nhưng cái vấn đề ấy là video clip đấy nó cũng khá là hay. Cái trận đấu ấy, cái tình tiết của trận đấu này, rồi cái nội dung của trận đấu ấy, nó khá là hấp dẫn. Đấy, gặp thì gặp toàn top server thôi. Mà xem xong cái trận đấu đấy là bản thân tôi nhá, cũng rút ra rất nhiều kinh nghiệm. Chứ chưa nói đến các anh em xem kênh, ngay bản thân cái người chơi như tôi cũng rút ra được rất nhiều kinh nghiệm khi mà xem cái trận đấu đấy. Khi mà trong cái trận đấu có đối thủ là top server và chơi trộm chó, rất nhiều người ở trong cái trận đấu đấy thua bởi vì là không có được cái bùa hộ mệnh. Đấy, thế mà rồi cuối cùng là có người ta comment vào trong cái video clip hôm qua ấy, là cái việc mà tôi up một cái clip cũ lên là lừa người xem. Đấy, cụ thể đây là lừa anh ta. Khi mà anh ta vào xem mà anh cảm thấy là không đúng như ý của anh ta. Cái mục đích của anh ta vào xem là gì? Là kiếm một cái đội hình leo rank ở meta mới. Đấy, để vào để sờ farm. Đấy, kiếm một cái đội hình mạnh ở trong meta mới để vào sờ farm rank. Có nói rõ như thế ở trong cái comment luôn. Và nói là xem cái video clip của tôi phải nói là lừa đảo. Và quá thất vọng về cái điều đấy khi mà tôi up một cái video clip cũ. Và vì quá thất vọng vì tôi, nên là anh ta xin phép là unsub. Đấy, xin phép là hủy đăng ký. Ôi mẹ ơi, sốc ngang luôn anh em ạ. Tôi đọc cái comment xong mà tôi phải đứng hình mấy giây luôn. Thực sự phải nói là khá là sốc. Khá là sốc đấy. Và sốc ở đây không phải là vì cái việc là anh bạn này anh ấy hủy đăng ký của tôi,
Mà tôi sốc ở đây ấy, là tại sao ở trên kênh mà về một cái con game trí tuệ, đấy, một con game trí tuệ chiến thuật nhá, trí tuệ phải dùng não nhiều, thì đa phần người chơi tôi nghĩ là sẽ phải là những cái người mà người ta đam mê với cái bộ môn mà phải suy nghĩ nhiều. Đấy, tức là người ta thích suy nghĩ, người ta thích tìm tòi, người ta thích khám phá. Một cái bộ môn mà cần phải có cái sự tư duy thì lạc đâu ra một cái comment nó rất là mất lão luôn. Vào xem tôi chỉ để là cái gì? Để tìm ra cái đội hình mạnh nhất meta để sờ farm leo rank ạ. Ui mẹ ơi, vào xem video clip để học mod cái đội hình mạnh để leo rank ạ. Thề, nói thật với anh em là những cái người có cái tư duy như thế thì tốt nhất là đừng có chơi con game này. Chứ không phải nói là xem tôi hay không nhá. Xem người khác cũng thế thôi. Bởi vì xem không hiểu được đâu. Hiểu làm sao được. Cái bộ môn nó cần cái sự tư duy. Và đa phần các anh em mà xem kênh tôi ấy, là chủ yếu là học về cái tư duy, cái chiến lược ở trong game, cái cách phân tích, nhận định, đấy, đánh giá các cái đội hình xung quanh cái đội hình mà chúng ta đang chơi, để làm sao để ra được một cái đội hình phù hợp nhất cho trận đấu đấy. Chứ không phải là vào để xem cái trận đấu mà tôi chơi cái bộ meta rồi tôi đập hết. Thế thì thôi dẹp nhá. Bạn xin phép là bạn ăn sắp, thì nói chung là kể cả bạn không xin phép thì tôi cũng mời bạn ra khỏi kênh tôi thôi. Đấy mà xin phép hủy đăng ký xong lại còn nói là mặc dù là đăng ký 1 năm rồi nhưng mà tôi cảm thấy quá thất vọng. Thì nói thật với anh em là đăng ký 1 năm nhưng mà lần đầu tiên comment ạ. Và cũng là chưa bao giờ ấn like luôn. Xem số liệu trên YouTube chưa hề có một cái like nào ở trên YouTube dành cho cái ông này dành cho tôi. Thề tôi đâu có tiếc đâu. Trời ơi, một cái sắp mà theo cái kiểu là như bạn ấy, thì sắp hay không sắp thì nó cũng như nhau mà. Nó cũng có cái gì khác đâu. Lạ thật. Tôi thấy là cũng có cái nhiều cái người mà người ta vào xem mà người ta cứ nghĩ là mình là cái rốn của vũ trụ ấy. Không xem, cảm thấy không thích thì đi thôi. Hủy đăng ký rồi ấn dislike rồi block kênh của tôi thoải mái mà. Tôi đâu có quan tâm đâu. Đấy, thế mà rồi cũng cần phải xin phép. Xin phép làm cái gì đâu. Cứ lẳng lặng mà đi thôi là được rồi. Lại còn phải xin phép là đăng ký hủy kênh. Trời ạ. Dã man thật sự. Tại sao cái việc mà bạn ra đi bạn lại có thể là quan trọng hóa đến như thế? Đấy. Hay là bạn muốn là bạn sẽ được lên sóng ngày hôm nay như thế này, đúng không? Chỉ có thể giải thích được là như thế. Khi mà họ muốn là được lên sóng và họ muốn là tôi nói về cái vấn đề này, nên họ phải lên, họ comment như thế để cho tôi lên sóng. Nhưng mà thôi được rồi, thì lên sóng thôi. Chủ yếu là cái việc này tôi nói với anh em là chơi game ấy, chơi game này là nó chỉ phù hợp với những cái người người ta tư duy nha anh em nhá. Người ta thích xem tôi bởi vì là thứ nhất không phải là vì tôi top 1. Đấy, không phải là vì là tôi chơi những cái đội hình mạnh nhất meta mà tôi top 1. Mà cái chính là tôi chơi là tôi có cái tư duy của tôi. Đấy, tôi xây dựng một cách khoa học ở trong cái trận đấu và tôi có phân tích để cho anh em hiểu. Ở trong cái trận đấu đấy, anh em biết cách để rút kinh nghiệm cho những cái trận đấu sau này của anh em. Đấy, và những cái tình tiết ở trong những cái trận đấu đều là được chọn lọc ở những cái trận đấu hay nhất. Những cái trận đấu mà gặp những cái đối thủ sừng sỏ, những cái đối thủ mà cực kỳ khó nhằn, rất cáo già ở trong game. Đấy, và khi mà anh em có cái kinh nghiệm đấy thì anh em sẽ có thể là rút kinh nghiệm cho chính bản thân anh em ở trong những cái trận đấu sau này của anh em. Cái đó mới là cái hay ở trong những cái clip này. Chứ không phải là cái việc là tôi chơi một cái đội hình mạnh nhất meta để rồi mà vào mà học theo. Không có đâu anh em. Không có một cái đội hình nào mà anh em có thể chơi, kể cả là mạnh nhất meta và anh em sờ farm anh em được top 1 đâu. Tôi khẳng định với anh em cái điều đấy. Cái hơn ở người khác là chúng ta biết tư duy, chúng ta biết có thể là thích nghi ở trong những cái tình huống khó khăn nhất. Chúng ta có thể dễ chết và vươn lên. Dễ chết không phải ở đây là dễ chết là được top 1, mà dễ chết ở đây là để chúng ta có thể lên được cái điểm rank ấy. Chúng ta vào top 4 nó là ok rồi anh em nhá. Đấy, và những cái công cuộc dễ chết đấy thì nó cần phải có rất nhiều kinh nghiệm. Khi mà anh em bài ra xấu quá, anh em thậm chí là anh em có thể anh em sờ pha một cái bài mà nó rất là meta đi, nhưng bài nó không ra thì sao? Chả nhẽ lại vẫn cố chấp mà đi cái bài đấy hay là không. Đấy, mà trong khi đấy là ví dụ như là ở trong trận đấu đấy có rất nhiều người là người ta chơi cái bộ giống anh em để mà tranh bài, thì chả nhẽ anh em vẫn cố chấp chơi cái bài đấy hay sao? Đúng không? Cái hay, cái hơn của người khác là cái lối tư duy chiến thuật để có thể thích nghi được với trận đấu, chuyển sang một cái bài phù hợp với cái trận đấu đấy và anh em có thể đạt top. Ở đây không nói top 1 nhá, top thôi.
Và anh em thấy ấy, đa số những cái trận đấu ấy, tại sao ở những cái giai đoạn đầu game thường là tôi đánh chuỗi thắng là vì thế. Rất là ít khi tôi phải đánh chuỗi thua nha anh em nhá. Rất ít khi là tôi phải đánh bổ củi. Đa phần là tôi đánh là chuỗi thắng luôn. Đấy, các anh em mà gặp tôi ở trong rank, những cái ông ở trên top ấy là ông đều quen mặt, nhẵn mặt hết rồi. Ông gặp tôi trong rank ông đều biết. Thường đa phần là sẽ là tôi đánh chuỗi thắng, và sau đấy là tìm cách để cắt chuỗi của tôi. Khẳng định với anh em luôn là rất ít khi mà phải đánh chuỗi thua. Đấy, bởi vì là cái việc mà tận dụng bài nó rất tốt. Học con game này mà để học chơi ấy, mà để chơi hay ấy, là phải học những cái đấy, chứ không phải học cái đội hình nó như nào đâu. Đội hình thì nó có muôn vàn cái cách để có thể xoay sang. Và ở trên kênh của tôi ấy, thì tôi cũng nói với các anh em ở trên kênh là anh em xem tôi nhưng anh em hãy xem cả những cái streamer, những cái YouTube khác nữa. Bởi vì là mỗi người ấy là sẽ có một cái tư duy khác nhau, một cái cách xây dựng những cái đội hình khác nhau. Cùng là một cái đội hình Aegisit chẳng hạn, nhưng mà mỗi người sẽ có một cái kiểu xây dựng khác nhau. Đấy, và khi mà lắm được rõ những cái quá trình đấy thì anh em đánh bất cứ một cái đội hình nào anh em đều có thể xây dựng được. Đầu game có thể là chơi Aegisit đi, ok. Nhưng mà late game nó lại là thành là gót. Đấy, hay là đầu game chơi cung, late game lại thành là gót đỏ. Anh em thấy là có những cái trận đấu như thế đúng không? Hay là đầu game là chơi Fiazer, late game nó lại là Glacier, hay late game nó lại là Assassin. Tất cả những cái kiểu chuyển như thế đều phải là dựa vào cái việc là anh em có thông thạo, có xây dựng bài hiệu quả không, có thông thạo hết tất cả các bộ không, có hiểu được cái sức mạnh của từng bộ không thì mới có thể là chuyển được. Chứ còn nếu mà chuyển ấy, nhiều khi là chuyển nó lại yếu hơn, hoặc là chuyển lại bị thua. Bình thường không thua nhưng mà chuyển xong phát thua luôn. Đó chính là cái lý do tại làm sao mà nó có cái clip ngày hôm qua đấy anh em ạ. Một cái clip mà rút kinh nghiệm cho rất nhiều người, và cũng có rất nhiều người xem cái video clip đó. Và những cái người xem tôi là người ta rất thích những cái video của tôi, không chỉ bởi vì là nó là meta, mà bởi vì nó có giá trị thực sự. Đấy, còn cái video clip nó có giá trị hay không thì nó phải phụ thuộc vào người xem có nhận ra được cái giá trị thực sự của nó hay không nha anh em nhá. Thế là tôi cũng không có nói nhiều cái vấn đề này nữa. Cái câu vừa rồi nó là cái câu chốt cuối cùng của tôi đấy. Đấy, còn chắc chắn là anh em sẽ phải làm quen với cái việc là tôi sẽ sản xuất hàng loạt, và tôi sẽ không có sản xuất ra video clip hàng ngày nha anh em nhá. Không có ngày nào sản xuất ngày đấy được đâu. Đấy là cái điều chắc chắn. Đây nó cũng là một cái lối tư duy thôi của một cái người làm việc thôi. Anh em sẽ thấy là đây nó là một cái lối tư duy làm việc. Khi mà tôi làm việc hiệu quả, một tuần tôi chỉ mất có 1-2 ngày thứ bảy chủ nhật để tôi sản xuất video clip để tôi up lên trên kênh YouTube. Đấy, còn lại là cả một tuần tôi có thể tập trung vào công việc của tôi được. Tôi không bị sao nhãng bởi chơi game. Đó, tôi không mất quá nhiều thời gian với việc chơi game mà tôi vẫn có thể làm việc được hiệu quả. Và tôi vẫn có video clip để có thể up lên phục vụ các anh em ở trên kênh hàng ngày. Đó rõ ràng là một cái cách làm việc có khoa học. Tôi rất là tự hào vì tôi có thể làm được rất nhiều việc trong vòng một tuần. Không phải chỉ là một việc, mà tôi làm tới 3-4 cái công việc khác nhau, hoàn toàn những cái lĩnh vực khác nhau luôn ở trong vòng một tuần. Và tôi sắp xếp thời gian để tôi làm những công việc đấy một cách hiệu quả nhất. Đó là cái việc mà tôi thực sự tôi cảm thấy là tôi rất tự hào vì tôi có thể làm được cái điều đấy. Nó cũng giống như cái con game này thôi. Thay vì cái việc là tôi sắp xếp đội hình, tôi sắp xếp đồ, tôi sắp xếp các cái con tướng cho nó phù hợp với cả cái thế trận, thì trong cái cuộc sống thực tại của tôi thì tôi cũng đang sắp xếp thời gian cho nó khoa học, cho nó hợp lý nhất. Đấy, để tôi có thể làm được nhiều việc hơn anh em nhá. Rồi quay trở lại trận đấu này thì bây giờ anh em có thể nhận thấy là tôi đang trên cái quá trình mà xây dựng cái bộ Aegisit Witcher. Có vẻ nó sẽ là như thế đấy anh em ạ. Aegisit khá là nhiều. Và trong cái trận đấu này thì có kiếm hồn. Đấy chính là lý do tại làm sao mà tôi chọn cái bộ này, Aegisit Witcher. Một trong những cái bộ mà rất mạnh ở thời điểm hiện tại, khi mà con tướng mới nó rất khỏe. Tuy nhiên là tôi cũng chưa vội lên con này 2 sao anh em nhá. Bởi vì tôi hiện tại là tôi cũng đang khá là ok. Và trong cái quá trình mà tôi chơi như này này, là ngoài cái việc mà tôi leo rank ra ấy, leo rank thì nó là bình thường đối với tôi rồi. Bởi vì kiểu gì đánh thì nó cũng lên được rank queen, nó là bình thường. Top server có lên được thì queen nó là gì đúng không? Đấy. Thế nên là cái việc mà tôi chơi này là thực ra là để muốn để làm content để phục vụ anh em ấy. Content là làm gì? Là tìm ra được là những cái đội hình mà có thể là chơi nó phong phú, chơi nó hay hơn để có thể biểu diễn, chơi nó có thể múa được ở trong rank. Đấy, thì rõ ràng là vừa chơi lại vừa phải làm content, chứ không phải là chỉ là leo rank.
Tôi cũng có quan trọng gì cái vấn đề leo rank đâu. Nhiều khi là cái trận này có thể đánh thử một cái đội hình khác mới lạ đi, hay thử một con tướng mới đi, không phải là cái con tướng mà chúng ta quen thuộc nữa. Đấy, chứ tôi không đập trứng như cái con Mueta đâu. Đập trứng Mueta thì nó quá là bình thường rồi, khi mà nó quá mạnh. Ở trong meta này thì quá mạnh rồi, nên là tôi sẽ không có đập trứng của nó anh em nhé. Thay vì thế tôi sẽ làm một cái đội hình khác hay hơn anh em nhé. Đấy, cái hay nó là ở cái chỗ đấy đấy anh em. Cái chỗ là anh em sẽ thấy là anh em sẽ không thể biết được là tôi chơi cái gì, sẽ rất là khó đoán luôn. Anh em có thể sẽ đoán được là Aegis Witcher. Đấy mà Aegis Witcher chơi kiểu gì thì cũng chưa biết được. Nó có nhiều kiểu. Như là bình thường là nó sẽ là đập trứng luôn cho con Mueta, sau đó là 6 Aegis, 6 Hunter đúng không? Sau 4 Witcher đúng không? Mà trận này thì không, trận này tôi sẽ chơi kiểu khác anh em nhá. Cái kiểu kia nó quá quen rồi. Hôm nay tôi sẽ chơi kiểu khác. Hôm nay tôi sẽ chơi kiểu bắn trưởng, được không? Hôm nay chơi kiểu bắn trưởng nhá, cho lạ nhá. Đấy, làm content luôn. Đấy, vừa là coi như là leo rank nhá, vừa làm content. Hay không? Quá tuyệt vời. Đánh ở meta mới nhá, top 1 leo rank xong rồi lại còn làm content. Thử hỏi là ai phục vụ anh em như tôi. Trời ơi, dã man. Thế bây giờ là chơi bắn trưởng rồi, thì bây giờ bắn trưởng là con nào? Con Shadow nhá. Shadow được không? Shadow hoặc có một con nữa bắn trưởng, đấy chính là con Lick. Đấy, có con Lick ở trong cái bộ truyền thuyết, tôi để ý rồi. Tôi nhắm rồi anh em ạ. Tí nữa là mà chơi bắn trưởng ấy, dồn đồ cho Lick đi. Chơi được sẽ là gì? Bộ là Witcher kẹp với cả God. Ok chưa? Witcher kẹp God kẹp Aegis. Quá tuyệt vời. Ok, rồi, chúng ta sẽ up cấp nhá. Bán luôn con này đi. Đấy, khẳng định luôn với anh em không chơi luôn mà. Ra tôi cũng có thèm chơi đâu. Mặc dù cái con đấy mà đập trứng lên 2 sao thì nó gánh luôn, bây giờ chuỗi luôn đến late game luôn đấy. Late game là cứ 6 Hunter, 6 Aegis kẹp với cả 4 God thôi. Hoặc là 4 Witcher, tùy. 4 Witcher cũng mạnh nhưng mà 4 God thì nó sẽ counter vào những cái thằng vật lý. Mà trận này có thằng nó đang định chuyển sang Witcher này. Nếu mà chuyển sang Witcher thì cái bộ đấy nó lại không ngon bằng là kẹp với cả 4 Witcher. 4 God thì nó sẽ không ngon bằng kẹp với 4 Witcher nha anh em nhá. Trong trường hợp mà bọn nó đánh hết vật lý thì chơi kẹp 4 God ngon hơn. Còn trong trường hợp mà bọn nó chơi là bọn nó có chuyển sang Witcher này, hoặc là chơi bắn trưởng này, thì chúng ta có thể nghĩ suy nghĩ lại. Kẹp 4 cá hoặc là kẹp 4 Witcher đều ok. Đấy, có dấu ấn thần thánh như này. Đấy, có dấu ấn thần thánh này thì tôi nghĩ là tôi sẽ lấy dấu ấn thần thánh thôi, chơi God mà, đúng không? Hợp lý chưa? Quá hợp lý. Nhưng bây giờ tôi đang hơi phân vân giữa cái dấu ấn thần thánh và cái ấy đấy, cái AZ ấy, cái ánh mắt AZ ấy, nhưng mà tôi nghĩ là tôi vẫn sẽ lấy dấu ấn thần thánh thôi. Đấy. Chơi God mà. mặc dù đồ thì nó hơi trái đồ với cả cái con này đó, chơi Fallen Witcher cầm đồ là hơi bị không ok cho lắm. Rồi. Mấy đồ này thì không ấy được. Để tí nữa tôi sẽ đổi đồ cam để tôi lấy cái gậy xanh luôn anh em nhá. Và gậy xanh thì cho 5 đô thôi. God ở đây là có rất nhiều con có thể chơi được này. God kết hợp với cả kiếm hồn. Trời. Con kiếm hồn nó sẽ gọi gọi linh hồn liên tục, nó sẽ gọi bóng liên tục. Bóng thậm chí là còn chưa kịp hết, nó đã gọi tiếp được rồi. Mà nếu mà kiếm hồn mà cầm gậy xanh thì cái bóng nó tồn tại tới tận 9 giây. Tức là bóng gọi liên tục luôn đấy. Nếu mà vừa cầm gậy xanh lại còn vừa có God nữa thì nó sẽ là gọi bóng liên tục. Đấy, còn nếu mà gậy xanh mà cho cái Shadow thì nó cũng rất là khỏe luôn. Cái số lượng tia bắn ra nó sẽ rất nhiều. Tối thượng hơn nữa là chúng ta dồn gậy xanh cho cái con Lick anh em ạ. Một con 5 đô. 5 đô 2 sao mà cầm gậy xanh thì nó sẽ là 5 đô 3 sao. Không phải nói nhiều. I'm not
Vứt con này đi, lên 2 sao vứt hết anh em nhá. Cái con Fallen Witcher thì khả năng nếu mà tôi lại ra thêm 2-3 con nữa thì tôi lại quay xe tiếp lần nữa. Tôi sẽ không chơi bắn trưởng nữa mà tôi sẽ đổi cái đồ đấy sang để đánh cho cái con Fallen anh em nhá. Trong trường hợp Fallen lên được 3 sao. Ở đây tự nhiên lại ra 2 quả trứng rồi. Đấy, Fallen mà lại thêm 3 con nữa đi thì khả năng là quả trứng này sẽ cho Fallen. Chuối 15 luôn này anh em này. Chưa thấy thằng nào cắt được chuối của tôi luôn. Quá khỏe. Có thằng nó sang soi tôi để nó định đớp cái chuỗi này của tôi đấy. Nhưng mà nhắm xem có đớp nổi không. Nhắm xem liệu rằng có đớp nổi không. Bây giờ mà cho 6 Exit vào là sao? Liệu có bị bóp không nhỉ? Cho 6 Exit vào liệu rằng cái con Fallen Witcher của tôi nó có bị bóp không nhỉ? Cái thằng mà nó sang soi tôi liên tục là một cái thằng người Indo ATG. Nó đang chơi là cái gì? Nó đang chơi là Warrior anh em ạ. Chính vì thế nó sợ tôi. Trong trận đấu này còn có một cái thằng nó chơi Goblin nữa. Vì bộ truyền thuyết nó có bom và nó có máy bay. Và cái thằng đấy nó cũng là một cái thằng đáng là quan tâm thôi nhá. Bởi vì nếu mà round 25 ấy mà nó ra được cái con máy bay là nó có thể kích hệ cái hệ đủ 6 mech ấy. Một trong hai con thôi, bom hoặc máy bay là nó có thể kích 6 mech ở cái giai đoạn mà round 25 là nó có thể kiếm được cái tinh hoa. Và nó sẽ kiếm được 5 đô 2 sao. Thằng đấy cũng là một trong cái thằng phải xé chừng. Còn thằng này thì vô tư thôi. Chơi Clyde thì không có cửa bộ này à. Mặc dù cái bộ Witcher nó giảm cái sức mạnh. Bây giờ nó giảm cái đam đi. Nó chỉ còn 60% thôi. Nhưng mà nó vẫn rất mạnh anh em ạ. Nó vẫn không hề yếu đâu. Rồi level 10 6 Exit. Không biết là chuyển sang 6 Exit như này nó có bóp không. Với phần chuyển sang 6 Exit nó còn yếu hơn. 6 Exit yếu hơn khi mà cái con Fallen Witcher nó bị chia đôi máu anh em ạ. Chỉ gặp cái thằng thằng nào nhỉ? Xem nào. Nếu mà gặp cái thằng Assassin thì sao? Gặp thằng Assassin thì liệu rằng có bay xuống một phát là bay màu luôn không nhỉ? Sợ nhất là cái con Fallen nó chưa kịp hóa ấy. Rồi thằng này vô tư. Vậy là chúng ta giữ chuôi đến tận round sau luôn anh em ạ. Round 26 luôn. Được không? Ok. Đừng mà thua nhá. Đừng mà thua nhá. Không. Không. Ủa. Gặp Warrior mà suýt thua. Thề. Trông lực như này mà thua được. Rồi. Ra 25 luôn này. 100% máu ra 25 luôn anh em ạ. Quá dã man. Đây nó là cái biểu hiện của chọn đúng nền văn minh đấy anh em ạ. Chọn đúng lên văn minh. Đánh nó sướng thật. Bây giờ chỉ là cái con Fallen này liệu rằng nó có phải là co ở trong trận đấu này không. Hay là nó sẽ là con Lich đây. Hay nó sẽ là con kiếm hồn. Con nào đây. Hồi sau sẽ rõ. Chưa biết. Hồi sau sẽ rõ anh em nhé. Round này tôi sẽ đổi được cái món đồ cam rồi. Thường thì tôi sẽ đổi round 25 anh em ạ. Đổi cam luôn. Còn round 21 ấy, thì tôi sẽ không hay đổi đồ cam đâu. Vì nó sẽ vứt quá nhiều đồ. Bây giờ những cái món đồ xanh lá nó khá là khỏe. Đấy rồi anh em ơi. Thế thì một con Lich nữa thôi nhờ. Chỉ một con Lich nữa thôi. Ui ôi chú quỷ luôn này. Chú quỷ không có slot cho vào. Bao giờ ra là con kiếm hồn thì chúng ta sẽ có slot. Bây giờ thì không. Lấy luôn hai cái dấu ấn đúng không nhỉ? Nếu mà lấy hai cái dấu ấn là vừa có gót vừa có chú quỷ vừa có shadow luôn. Ok. Thế chúng ta có 4 gót luôn anh em ạ. Quá tuyệt vời. Cái trận này đúng là chơi gót rồi.
Rồi bây giờ đổi đồ cam xem nào. Đủ không? Đủ rồi đấy. Nhưng mà nếu mà bây giờ đổi đồ cam thì nó có yếu hơn không nhỉ? Đổi bây giờ cho con Fallen cầm thì nó có vẻ nó sẽ bị yếu đi. Từ từ đã. Trông có vẻ là bị yếu đi anh em ạ. Tôi sẽ đổi ở round 29. Ui, cái con Fallen của tôi nó chưa kịp hóa kìa. Tôi chết mẹ thì mất chuỗi à? Phải không? Hỏng rồi. Ui được không? Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng thật rồi, hỏng thật rồi. Ui, con Fallen không hóa được ạ. Thề. Mất chuỗi Sida thế nhở? Battleman này có mua không? Battleman thực ra là cũng có thể mua. Từ từ đã. Để xem. Sao Zipper có 4 Warlock. Ok. Ui rồi, thế đúng rồi anh em ạ. Thế thôi giải tán thôi. Không có Fallen nữa rồi. Con này sẽ là con co. Lick sẽ là con co anh em nhá. Ok, 4 God kẹp với cả Lick. Tôi sẽ đổi đồ cam luôn. Quá tuyệt vời anh em ạ. Hack. Lấy cái hack trước này đã. Nói chuyện này làm co là con Lick anh em nhá. Lick làm co. Tôi tốn mất hai cái slot xanh dương cho cái bùa cái dấu ấn thần thánh. Thế nên là bây giờ cái đồ con Lick này nó hơi ít anh em ạ. Nhưng mà late game thì chúng ta sẽ rất là ok đấy. Có sẵn hai dấu ấn thần thánh rồi, chúng ta có thể kẹp 4 Warlock vào. 4 Warlock, 4 God này, xong rồi lại còn kẹp với cả 6 Aegir Seed, 4 Witcher nữa. Quá tối thượng rồi. Bây giờ chỉ đợi đến lúc tối thượng thôi. Bây giờ thì nó mất hai đồ xanh dương nên là nó chưa được tối thượng lắm. Nó thiếu đồ. Nhưng mà late game khi mà chúng ta bỏ hết những cái món đồ xanh dương ra ngoài cái người con Lick này, sau đó thì đắp vào người nó toàn đồ cam ấy, thì thực sự là đây nó là cái bộ tối thượng rồi anh em ạ. Sớm muộn gì cũng top 1 thôi. Bây giờ chỉ ngồi đợi thôi. Thua thì cũng không mất nhiều máu đâu. Bây giờ mỗi round thua chúng ta mất một chút xíu thôi. Tí nữa ra con kiếm hồn là tôi còn có thể kẹp vào được con chúa quỷ nữa. Phải nói thật là quá mạnh rồi. Nếu mà chúng ta không có hai dấu ấn thần thánh ấy, thì chúng ta sẽ không có slot cho chúa quỷ đâu. Nhưng mà bây giờ chúng ta có tận hai dấu ấn thần thánh nên là tôi sẽ có một slot cho chú quỷ nữa. Chỉ cần bây giờ ra kiếm hồn thôi mà. Ra kiếm hồn sẽ thay vị trí của cái con Evil Clive. Rồi thằng này sẽ là cái thằng ra đi tiếp theo thôi. Ok, 9 Aegir Seed. Nhưng mà tôi là Aegir Seed. Tôi là Aegir Seed nên là tôi cũng sẽ không bị hóa những cái con đệ ra. Không gọi zombie ra đâu. Đợi kiếm hồn đây anh em ạ. Kiếm hồn thay cho cái con Fallen Witcher. Rồi vứt luôn con Evil Clive đi là chúng ta sẽ được một slot nữa cho cái con chúa quỷ vào. Quá tuyệt vời. Vô địch late game ở đây anh em ạ. Có thằng lắp 6 cá vào để chơi với tôi à? 6 cá thì nó có vấn đề đâu. Bộ này nó gây đam từ từ chứ nó không dồn đam mạnh lắm đâu. Cũng dồn đam mạnh đấy. Cái con xa đầu là cũng dồn đam khá là mạnh. Đúng rồi. Bỏ 6 cá cũng hợp lý phết đấy nhỉ. Nó sẽ làm giảm sát thương kỹ năng rất nhiều đấy. Tôi có hai con tướng sử dụng sát thương phép. Bây giờ cái bộ Witcher này nó không đổi cái skill sang sát thương chuẩn anh em nhé. Sát thương chuẩn chỉ là đánh tay thôi. Còn bắn trưởng thì nó vẫn là sát thương phép. Chính vì thế là chúng ta sẽ bị phản rất đau. Gặp 6 cá phản rất là đau ấy. Để xem là có ăn được không nhá. Ok, 6 cá đấy rồi. Nổ rất đau. Ơ nhưng mà tôi còn chưa bắn được trưởng nhá.
thua. Cái con Fallen nó lại hóa vào cái con ấy anh em ạ. Nó hóa vào con Lich của tôi. Quả rồi thua là vì không may thôi. Còn trông có vẻ như là vẫn ăn được. Nếu mà cái con Fallen này nó không hóa con Lich thì khả năng là round vừa rồi tôi ăn được đấy. Hy vọng là sẽ ra kiếm hồn sớm. Căn bản là tôi cũng chia sẻ từ vừa nãy đấy, là cái bộ này của tôi nó mạnh nhưng mà nó chưa có đồ anh em ạ. Cần phải có nhiều đồ trên người con Lich hơn thì chúng ta mới ăn được. Đấy mà cái trận này có thằng 6 đỏ ấy mà. Ui như nó đang chuẩn bị chuyển sang Witcher này. 6 đỏ 4 Witcher à. Chuyển luôn rồi, chuyển luôn rồi, chuyển luôn rồi. Chuyển luôn rồi. Nhưng mà thằng đấy còn 15 máu chắc là gặp tôi đi thôi. Sau round này tôi sẽ có thêm một cái món đồ cam nữa. Và tôi sẽ đổi. Nếu mà có gậy xanh thì nó phải gọi là perfect luôn. Cầm cái gậy xanh là tôi có con Lich 3 vô địch rồi. Chắc chắn là nó sẽ là không có đối thủ. Tầm này kể cả chúa quỷ lên 2 sao thì cũng vứt đi. Không thèm chơi luôn. Ồ vậy là có cái refresh à. Không cần không cần không cần không cần. Chơi gót cần gì cái này đâu. Anh em ạ, không cần. Quên mất, chỉ có chơi con rớt thì cần cái món đấy thôi. Còn chơi con Lich này nó cooldown nhanh ấy mà. Random luôn đi. Rồi xong đổi hết cái đống đồ này lấy đồ cam là xong. Được chưa? Perfect. Quá tuyệt vời anh em ạ. Trời ơi, thế này thì đỡ làm sao các bạn. Gậy xanh luôn. Bỏ cái này đi. Rồi. Để 2 sao bóp. Chúng ta bỏ con 2 sao thay có 1 sao là ok rồi. Xong rồi đấy. Tầm này tôi nghĩ là 76 máu này nó sẽ là cái 76 máu kết thúc trận đấu. Anh em tin tôi đi. Bây giờ không thằng nào ăn được đâu. Con này ở level 3 sao lẩy 12 lần. Sát thương là 450. Giảm tốc là 65% và cooldown nó chỉ có 6 giây, chưa tính gót. Có gót vào nữa thì nó chỉ còn 3 giây tung trưởng một lần thôi. Thậm chí là còn nó 2, mấy giây. Thế thì các bạn đỡ kiểu gì. À ôi nhưng mà từ từ nhá, nó có cái hack kìa. Nó có cái gì nhỉ? Silent. 3 giây tung trưởng một lần anh em ạ. Ui mẹ ơi. Trông có giống là ăn được tớ không? Trông có giống là ăn được không? Thôi bắt đầu đánh chuỗi thắng rồi đấy. Nhưng mà thằng này nó có cái hack hơi bị khó chịu. Tí nữa kiếm cái BKB hoặc là cái giáp giải anh em nhé. Trứng này bây giờ sẽ để dành cho chú quỷ đó. Có lên chơi con Grim không nhỉ? Grim thì thực ra cũng hay. Quẹt mực xong rồi là đánh lọc cọc thì nó cũng sẽ có được hưởng cái hiệu ứng đó. Lé một phát 3 quả cầu thì sao? Thậm chí là 4-5 quả cầu một lúc. Được. Cay nhở, roll mãi không ra kiếm hồn. Cần con kiếm hồn anh em ạ. Kiếm hồn thì giải phóng được thêm 2 con. Để nhét được cái con chú quỷ vào. Thài chú quỷ 2 sao rồi này. Nhưng mà liệu có sống sót nổi cái đao này với tôi không? Ai à, cũng căng nhỉ, cũng căng nhỉ. Rồi sao? Tối thượng rồi anh em ơi. Tầm này không thằng nào ăn được luôn. Quá mạnh. Lich 3 sao. Mặc dù thằng ấy nó gây đam cũng to đấy. Chú quỷ 2 sao mà đánh ở level 10 rồi. Đây rồi. Quá tuyệt vời. Đấy, mắc binh rồi anh em nhá. Đây sẽ là cái đội hình tối thượng. Bây giờ là lên 2 sao và 3 sao thôi. Chúa quỷ 2 sao, Shadow lên 3 sao. Mắc binh, hết cỡ. Không thể mạnh hơn được nữa rồi. Bây giờ đắp đồ vào người con Lich thì còn rất nhiều slot. Còn tới tận 3 slot nữa cơ. Về đội hình thì là mắc binh, còn về slot đồ thì vẫn còn rất nhiều slot đồ để tăng sức mạnh của cái con Lich này lên.
76 máu đến hết game là có thật đấy anh em. Không đùa được đâu. Nó là cái sự thật luôn đấy. Rồi lại gặp cái thằng 6 cá. Ok bạn. Rồi 6 cá thì sao? 6 cá thì sao? Lần này thì sao? Ui dồi ôi anh em ơi. Nhìn 6 cá này, 6 cá với chúng tôi đi rồi. Đấy, nó mạnh đến cơ mà 6 cá không cản được luôn. Mặc dù là sát thương phép. Nhưng mà cái quả cầu nó lăn qua người thằng nào thằng đấy bay màu luôn. 6 cá. 6 cá thì cũng bay màu thôi. Cái đao này sẽ là một cái đao khó chịu khi mà cái con lick của tôi mặc dù nó có thể đầy mana nhưng mà nó không tung một trưởng. Khá là khó chịu. Rồi, lick full đồ này. Chắc là phải đao 36 hoặc 37 mới kết thúc được trận đấu anh em ạ. Đao này tôi nghĩ là chưa kết thúc ở đâu. Có một cái đồ khá là khó chịu. Bây giờ tôi vẫn chưa có cái đồ giải nên là cái việc mà cái con lick này nó sống sót một mình nó để solo với cả những cái con goblin này thì nó cũng là điều dễ hiểu thôi. Tất cả chết hết rồi. Trưởng nó tung bị chậm. Bị hack rồi. Thậm chí không tung nổi trưởng luôn anh em điêu không? Nhéo nào. Mà đao này lại ăn chứ. Điêu thật. Có ăn không? Ăn được chứ. Ok. Hy vọng là sẽ có cái BKB. Round này mà có BKB là chấp hết anh em ạ. Cái BKB bây giờ nó hiệu quả hơn cái giáp giải. Cái giáp giải thì nó vẫn bị hack. Nhưng mà cái BKB thì không bị hack. BKB nó vừa giải cái silent luôn. Nó vừa chống hack, nó vừa chống cấm đánh. Nó rất là hay. Trong khi cái giáp giải ấy, cái giáp trừ tà thì nó lại bị cái nó bị hack. Đang là hy vọng ra cái BKB là perfect. Đẹp nhất rồi. Còn nếu mà không thì có thể ra giáp trừ tà cũng được. Ra giáp trừ tà thì cũng giải được sai lần. À. Thế không cần anh em ạ. Cái này cũng được. Giáp ui thế thì thôi bạn ơi, hai món luôn chứ còn không phải là một món nữa rồi, thậm chí là hai món, thế thì nó lại tuyệt vời luôn. Rồi xả hết tiền thôi, dao này vừa vần đẩy phát đối thủ đi luôn đấy anh em ạ. Đã có đồ chống silent thì nói chung là không có cửa. Xả hết tiền luôn anh em nhá. Chúa quỷ 2 luôn này. Ui dồi ôi. Thế thì xong rồi. Trời. Sao đâu lên được 3 sao luôn anh em ạ. Thế thì thôi. 10 máu này thì chắc chắn là trò chơi kết thúc ở round thứ 36. Không có round nữa đâu anh em ạ. Hết rồi. Dấu chấm hết cho đối thủ. Dấu chấm hết cho đối thủ rồi. Goblin bây giờ có ra được đủ 6 Goblin 6 mech thì cũng chịu thôi. Lên nhớ là con lick của tôi bây giờ là không bị sai lần nữa rồi. Trời ơi. Quá đau luôn anh em ạ. Trông kìa. Thậm chí nó mạnh đến cái nỗi mà nó chỉ thả trưởng 2 lần là đã bay màu rồi. Không còn phải gọi là phụ thuộc quá nhiều vào cái bộ gót nữa đúng không anh em. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Một cái trận đấu mà phải nói là rất là hay. Đấy, mặc dù nó là meta cũ nhưng mà tôi nghĩ là anh em nên xem sẽ rút ra được rất nhiều bài học cho một cái trận đấu ở cái mức rank cao anh em nhé. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem cái con tướng mới nó kết hợp với cả 4 gót nó khó chịu cái mức như nào. Cực kỳ khó chịu, bật bất tử liên tục anh em ạ. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye!